Xin chào mọi người, mình là Nguyễn đến từ gian hàng của Mr. Cầu. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2020 thì mình sẽ làm một cái video ngắn về cái iPhone 6 32GB bản quốc tế, bản Canada, pin 100%, máy như mới có thể đóng hộp, và những máy này sạc chỉ có vài mươi lần thôi. Đó, thì mình sẽ test cho mọi người xem một con máy và sau đó mình sẽ bỏ vào hệ thống mình kiểm tra để coi, để cho mọi người xem con máy này chất lượng như thế nào nhé mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Ok, đây rồi mọi người ơi. Đây là thông tin của gian hàng bên mình nhé. Thì mọi người có thể ghé thăm gian hàng Mr. Cầu trên Lazada, Shopee và có thể kết bạn Zalo với bọn mình qua số điện thoại 0933 843 570 hoặc là 0966 988 917. Đây rồi, trước tay mình đây là một con điện thoại iPhone 6 bản 32GB bản quốc tế của Canada. Bản này mình được gọi là bản mới 100%, pin 100% sạc tầm 30 lần nha mọi người, chứng tỏ là con máy này sạc 30 lần thì hầu như là nó chưa qua sử dụng. Thì trước hết thì mình sẽ cho mọi người xem là cái độ mới của con máy này mọi người thấy không, con máy này chỉ cần lau chùi và bỏ vào hộp là thành máy mới luôn, nó mới đến mức độ như vậy nha mọi người. Đó, đây là kính nó dán cực lực để mà bảo vệ cái màn hình nhá. Đó, thứ nhất là như vậy mọi người thấy không. Đó, thứ hai mình sẽ cho mọi người xem cái màn hình của nó đẹp như thế nào. Màn hình của nó cực kỳ đẹp. Màn hình này gọi là màn hình 100% nha mọi người. Không có điểm nào gọi là điểm sáng bất thường, không có, tất màn rất là đều. Và mình sẽ chạy cảm biến cho mọi người xem. Mọi người thấy không? Rất là mượt, tại vì con máy là nguyên zin 100%, chưa qua sử dụng mà mọi người. Đó, cái kế tiếp thì mình sẽ test sơ một cái, ví dụ là cái Touch ID quan trọng nè. Ok, Touch ID mọi người xem. Touch ID rất là nhạy. Đó, đây mình phải set up nha mọi người. Đó, tiếp tục test sơ cho mọi người xem con máy này và sau đó thì mình sẽ kiểm tra cái số email ở trong máy cũng như là, rồi mình tắt đi nè, mở lên nè, đó xong nè, tắt đi nè, mở lên này. Đó, rất là nhạy, Touch ID rất là nhạy, mọi người thấy không, con máy tuyệt vời. Về phần pin, mã này là mã 32GB của bản Canada, quốc tế Canada nhé mọi người. Đây, cho mọi người xem luôn nè. CLA bản Canada nhé. Đó, 32GB. Chúng nó mình sẽ bỏ SIM vào cho mọi người xem. Đó, máy quốc tế mà, bỏ SIM thoải mái. Ok, bây giờ mình sẽ test ra cái mọi người xem để ý nè. Đây, cái máy zin nha, máy zin, vỏ zin. Nói chung là con máy này là không thể nào mà chê được. Đó, số email con này là 2022. Kiểm tra sơ cho mọi người xem luôn. Đó, 2022 email. Đó, sau rồi bây giờ mình sẽ làm một bước nữa. Đa số những dòng máy mà 99 á thì mọi người để ý là cái khe SIM á, tại vì mọi là test đưa ra test máy thì khe SIM rất là khó trùng. Tại vì thực sự ra thì một lần nhập về cả trăm máy, cả ngàn máy thì test SIM thì những mọi người nhân viên test máy á, không có giữ lại SIM đâu. Thì mình hy vọng là con này nó sẽ trùng SIM luôn nha. Trùng SIM mới coi cái số email ấy, cái bản này là không có SIM trên email. Rồi, không có email trên thẻ SIM nha mọi người. Nha, mọi người xem. Tức là cái dòng này, dòng 6 này không có số email, mình xin lỗi. Đó, hình như 6S có. Để mình mở cái cây này coi có không. Nha, 6S thì có, còn 6 là không có nha mọi người. 6 là không có số email trên trên cái khe SIM. Đó, thì nó mình không có thể xác định được điều đó. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ SIM của mình vào ha. Mình sẽ bỏ SIM của mình vào ha. Nè. Mình sẽ bỏ SIM, cái SIM của mình đang xài nha, SIM Viettel nha. SIM Viettel mình sẽ bỏ vào. Tức là máy này là máy của mình đang xài luôn, chứ không phải là máy máy khác ha. Đây, SIM Viettel nè. Mình bỏ vô. Đó. Bỏ vô cho nó mình test SIM ha. Mọi người ơi, là mình bên mình nó nhập về cái dòng máy, cái lô máy này mình rất là tâm huyết, tại vì cái chất lượng của nó rất là tốt. Đó, đợi cho nó nhận SIM nhé mọi người.
Ok mọi người thấy không? Đó lên sim rồi nè. Viettel nè, 3G. Đó. Ok cái đi. Truy cập cá nhân nè, di động nè. Có cập nhật phần mềm mọi người. Dữ liệu di động nè, mạng dữ liệu. Nói chung mình cũng không rành trong đây nha, thực sự là mình không có rành trong cài đặt này lắm. Pin của sim nhà nó lựa chọn mạng Viettel, dự chuyển vùng, dữ liệu LTE, thoại và dữ liệu luôn. Đó. Ok nha mọi người. Đó, sim. Thì đây không biết tại sao thì nó đang lên 3G. Để một chút mình coi lại. Đó, tức là dữ liệu của nó ok đó. Mình đang chạy 3G trên mạng 3G mọi người thấy không? Tiếp theo thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ cắm vào hệ thống cho mọi người xem nha. Thì rất là nhiều cửa tiệm hoặc là các anh chị á, thì thường xài là Bluetooth để kiểm tra cái máy này sạc bao nhiêu lần, pin như thế nào, thì mình sẽ cắm con máy này vào. Mọi người để ý nha, là con máy này là có số series là 2022, mình để đây. Ok, bây giờ mình sẽ quay lên cái máy của mình nhá. Đây ấy, nãy bây giờ mình sẽ tin cậy này nè. Ok, bây giờ mình sẽ quay lên cái máy, cái chương trình Bluetooth này cho mọi người xem. Ok, đây đang connect kết nối kìa. Bây giờ mình phải gỡ cái này ra qua bằng tay nha mọi người. Ấy, xin lỗi mọi người. Đây. Đó. Mình đang quay bằng tay nha mọi người thông cảm nha. Đang kết nối bên máy này. Thì nãy mọi người thấy cái hộp me của mình. Mọi người thông cảm đây. Con máy này pin 100%, sạc 20 lần, bản Canada, quốc tế Canada, không có Apple ID 32. Mọi người xem, đây. Đó, pin zin. Và mình đang test cái con máy này, có những cái phụ kiện, linh kiện trong đó nó có trùng khớp với bên nhà sản xuất hay không. Đó, tất cả đều trùng khớp với bên nhà sản xuất. Và số điểm đạt được 100%. Thì điều này trên Bluetooth nó cho mọi người biết cái gì? Tức là nó cho mọi người biết là những cái thông số cái máy tính mình đọc được, cũng như là so sánh với con thông số mà Apple làm ra thì nó có đúng hay không. Thì ở đây tất cả các linh kiện ở trong máy đều là zin. Đó. Pin thì được sạc 20 lần và 100%. Mọi người thấy đó. Ok nha mọi người, bây giờ mình sẽ quay lại con máy này. Đó, quay lại con máy này, hồi nãy thì hình như nó đây, quay lại con máy này nha mọi người. Đó. Đó, bây giờ 4G nó lên rồi nè. Mọi người thấy không? Đó, con máy này thì bên mình đang có ba giá bán là 2 triệu 5, 2 triệu rưỡi một cái nha mọi người. Thì nếu mà trong tầm giá của mọi người thì con máy này là một lựa chọn cực kỳ tốt, tại vì 32GB mà. 32GB thì là vừa đủ để mình xài thoải mái. Cộng thêm là con máy này pin 100%, sạc 20 lần thì như máy mới, thì mọi người có thể dùng con máy này với thời lượng pin rất là lâu. Đó. Thì rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi video này tới khúc này nhé. Nếu mọi người cảm thấy video này hay thì cho mình một like trên kênh YouTube của Mystical Shop nha mọi người. Ok, thì hy vọng mọi người đã xem tới cái khúc này, cái khúc clip mình làm cho con iPhone 6 32GB này nha. Thì mình cảm thấy là đây nè, đây là nhiều một số con iPhone 6 đó mình cầm trên tay nè, nó đều như nhau, tức là tình trạng nó mới, tại như chưa qua sử dụng thì nó mới như nhau nha mọi người, mới keng. Bỏ hộp thì được. Thì mọi người nếu mà có nhu cầu thì ghé thăm shop của mình ở quận 2, hoặc là ghé thăm gian hàng Mystical trên Lazada, Shopee, cũng như các sàn thương mại điện tử khác, hoặc là liên hệ trực tiếp với bọn mình nhé qua số điện thoại 0966 988 917, hoặc là 0933 813 570, hoặc là lên trang Facebook của bọn mình là Mystical Shop nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày thật là tuyệt vời. Thôi, xin chào mọi người nhé. Mình là Nguyễn đến từ Mystical Shop. We'll be right back.